Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác các tuyến xe buýt tại khu vực trung tâm nhằm giảm bớt mật độ lưu lượng phương tiện khi tham gia giao thông, tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm là một trong những chủ trương mà tỉnh Lâm Đồng triển khai trong thời gian qua. Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe buýt lại không tuân thủ các quy định, nhất là việc đón trả khách và các quy định liên quan. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thành phố Đà Lạt, giờ cao điểm cũng như trong những thời điểm khác, tình trạng các phương tiện xe buýt dừng đổ đón trả khách dọc đường như những chiếc xe dù khá phổ biến. Mặc dù đã có quy định các điểm dừng đổ được ưu tiên dành cho xe buýt, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, rất ít người điều khiển phương tiện ý thức được điều này. Thì hiện nay thì các cái công ty mà quản lý xe buýt thì là làm chưa có tốt. Nhất là giao khoán toàn bộ cho các cái chủ phương tiện để kinh doanh, cho nên là cái việc phương tiện tự động kinh doanh đón khách như thế nào là coi như là không quản lý được, tránh xảy ra cái tình trạng là xe buýt là dừng đậu tại cái trạm là thường là có khi đến 30 phút, gây cản trở giao thông rất là lớn, nhất là cái ở cái khu vực vùng trung tâm, cái khu bến xe Tùng Nghĩa cũ sau lưng Hòa Bình, và các cái xe, một số nhà xe khách nữa thì lợi dụng cái việc xe buýt này cũng đã vào trong thành phố này để đón khách sai quy định. Nhốn nháo trên các tuyến đường là vậy, các điểm dừng đỗ xe buýt lại còn phức tạp hơn. Người bán hàng rong, xe ôm, cò mồi. Thậm chí, những bến điểm dừng đỗ xe buýt đã bị biến thành những bãi đỗ xe phục vụ lợi nhuận của các hàng quán kinh doanh gần đó. Cái mỏi phải chịu chứ. Có một ghế này thôi, không có ghế. Bữa trước thì không có ghế, có một cái ghế không đủ ngồi, đừng thôi. Em thì cũng thỉnh thoảng, nhiều khi ra thì gặp luôn, còn nhiều lúc thì cũng đi đợi cũng hơi mất thời gian. Để chứng chỉnh thực trạng này, trong thời gian qua, ngành chức năng địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị để tuyên truyền nhắc nhở. Đối với đại diện các đơn vị có phương tiện kinh doanh vận tải, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải. Tuy nhiên sau khi tuyên truyền ký cam kết xong, mọi chuyện lại trở về như ban đầu. Cái trạm xe buýt của trong thành phố Đà Lạt thì chỉ quy định có mấy trạm, như là trạm bến xe Tùng Nghĩa, rồi trạm Hồng Vân Thụ, Trần Phú cho đến bến xe Kim Cúc. Những trạm đó là xe dù người ta đậu hết rồi. Đến khi xe buýt ra không có chỗ đậu, mà đậu ngoài thì sợ anh em trật tự công an phạt. Rất khó khăn cho vấn đề khách đi lại cũng vậy nữa. Nhiều khi các xe đó gây cản trở không cho khách lên xe buýt. Đó thì cái yêu cầu duy nhất của bên chỗ xe buýt là nhờ các cơ quan ban ngành, bên ngành cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cũng giống như là thanh tra giao thông, cố gắng sao giải quyết tình trạng xe dù bến cóc. Với ưu thế của loại hình vận tải buýt là chạy đúng tuyến, có điểm dừng trả cố định, giá vé công khai, phù hợp với những hành khách có nhu cầu đi lại thường xuyên, nên việc đi lại bằng phương tiện xe buýt dần trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, hoạt động này hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bộc lộ nhiều bất cập. Toàn tỉnh hiện nay có 4 đơn vị kinh doanh hoạt động khai thác 10 tuyến xe buýt từ Đà Lạt đi Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương và một số vùng ven Đà Lạt, gồm công ty vận tải ô tô Lâm Đồng, công ty Phương Trang Đà Lạt, công ty Lửa Hồng và một số ít xe đăng ký của công ty Thái Hòa. Nhiều tuyến hoạt động không hiệu quả, bên cạnh đó một số đơn vị kinh doanh xe buýt còn thực hiện cơ chế giao khoán doanh số cho lái xe, nên dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành. Để triển khai cái quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020 á, thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái chính sách hỗ trợ ở cái vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thì trong đó có mấy cái nội dung, một là mình phải ưu đãi cái chính sách về vay vốn. Cái thứ hai là đề xuất về bố trí ngân sách hàng năm để mà hỗ trợ một số phí và giá dịch vụ cho các cái loại phương tiện công cộng, trong đó có xe buýt. Và cái thứ ba là cái giải pháp về đổi mới phương tiện, công nghệ. Và cái thứ tư là sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi về đậu đỗ, về các cái điểm dừng để làm sao cho cái tuyến xe buýt này hoạt động một cách hiệu quả nhất.
Không thể phủ nhận xe buýt là phương tiện khá quen thuộc với nhiều người dân bởi sự thuận tiện, giá cả hợp lý cũng như góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, để hoạt động này thực sự đi vào nề nếp, ngoài việc nâng cao ý thức trách nhiệm của các cá nhân đơn vị trực tiếp quản lý kinh doanh hoạt động vận tải bằng xe buýt, thì việc tăng cường công tác phối hợp thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là một điều hết sức cần thiết.